Em tên là Nguyễn Duy Khiêm, năm nay em 18 tuổi. Em vừa hoàn thành xong chương trình tiếng Anh level 5 của trường RMIT. Sau vài ngày tới đây thì em sẽ qua Úc du học ngành tâm lý học ở trường Deakin ở Melbourne. Mẹ em thì cũng có hướng đi du học, với kiểu như hướng từ bé cho em đi du học rồi. Thì mẹ em phân vân giữa Canada với là Úc. Thì bên Canada thì quá xa với lại quá lạnh, mặc dù là cái đảm bảo về cái cuộc sống sau này thì tốt. Còn bên Úc thì gần, với lại cái ngành học, có cái ngành học mà em thích. Cho nên thì mẹ em hướng cho em đi Úc. Cái ngành tâm lý là cái em hướng từ năm lớp 10, em có kiểu như không có sở thích từ năm lớp 10 rồi. Nói chung là hồi đó cũng hơi khó định hình một tí. Em hướng vô Úc, qua Úc. Deakin về một phần là nó có một cái khó khăn của Deakin là nó rất xa trung tâm. Một phần nữa là môi trường rất là đa dạng. Với lại nhiều khi em muốn kiểu như có một cái nguồn kiến thức cực kỳ lớn, hấp thu kiến thức lớn, cho nên chọn Deakin. Với lại cái học phí thì nó cũng một phần nó cũng gọi là thoải mái. Nói chung là cái đó kiểu như là một cái đánh đổi lớn đi ạ. Kiểu như là ở gần đây thì được bố mẹ được sung sướng hơn, bố mẹ chiều chuộng, nói chung là bố mẹ nâng niu, đồng bào cũng phải chăm sóc. Nhưng mà qua đó thì một thân cô thế cô một mình, cho nên bắt buộc là phải chấp nhận, với lại phải kiểu như là một bước để kiểu như là trưởng thành đó, kiểu như lớn hơn đó, sống tự lập hơn. Khả năng kết bạn thì em nhiều khi em thấy em quá nhiệt tình đó. Cho nên nói chung là em kết bạn cực kỳ dễ luôn đó, hòa đồng nhanh. Với lại kiểu như cái khả năng tự tin gặp người lạ thì cũng nói chung là nhiều bên ngoài nhìn vậy thôi, chứ ra bên trong là mình rất muốn kết bạn với bạn đó. Cái khả năng tự lập thì thật sự là bây giờ em mới bắt đầu hình thành lên. Với lại trong quá trình mà sống trên đây thì em cũng mở mang rất nhiều, cũng có nhiều cái suy nghĩ khác, cho nên suy nghĩ lớn hơn tí so với lại cái tuổi đang giờ ông giờ thành này. Sau khi xong thì trước mắt thì cái ngành tâm lý là ngành rất rộng, với lại nó ví dụ như là nó có rất nhiều, nhưng mà rất nhiều chuyên ngành sâu, cho nên là trước mắt là em cứ học tâm lý cao đẳng trước, rồi sau đó là em thấy cái ngành nào, cái ngành chuyên ngành nào mà phù hợp với em thì em có thể tiến tới và sau này có thể xác định được cái nghề nghiệp sau đây của anh. Trước đây thì em biết đến anh là bên nhờ bên chị em hồi đó là đi Phần Lan cũng qua trung tâm á, xong rồi thì cũng hồi năm lớp 12 là bên mình có tổ chức cái sự kiện về du học Phần Lan, thì em cũng có đi sự kiện bên đó. Đó thì em cũng nghe về cái bên hội thảo bên đó thì em cũng đi nghe và em biết đến INEC. Xong rồi thì em cũng đăng ký vô làm hồ sơ bên INEC về chuẩn bị bên Phần Lan. Đó, xong rồi sau khi ra Phần Lan thì em lại bắt tiếp tục tìm hiểu bên Úc của bên INEC. Em nhớ là sau khi học xong rồi qua bên quận 1 cái tòa nhà này em quên rồi. Thì qua nó quét phần tay và xong cỡ khoảng hơn một tuần sau thì mẹ gọi thông báo là mẹ gọi cho em thôi. Giờ mẹ em thì nhận được cuộc gọi thông báo từ các chị bảo em có visa rồi. Em thấy ôi sắp xa nhà rồi. Nói chung là cái này thì em cũng đi du học thì em cũng muốn ít người biết càng tốt đó. Thật sự tại vì nhiều khi thấy kiểu như có một tí kiểu như một chút lo sợ, kiểu như nhiều khi mình học không được mình xách vali là giữa chừng, vâng, kiểu như giữa đường đứt gánh thứ tư đó vậy. Vâng, thì đó, nói chung là em chỉ kiểu một tiết lộ với một số bạn bè thân, với lại một số người thân sẽ là thấy các chị rất là vui, các chị vô cùng nhiệt tình đó. Vâng, ba từ rồi đúng không ạ, sao ít vậy ạ? Vậy nó mới chắc lọc được, rất tuyệt vời đi, ba từ.